April. April. Space. Space. Aboard. Aboard. Approximately. Approximately. Orbit. Orbit. Earth. Earth. Speed. Speed. Mile. Mile. Hour. Hour. Flight. Flight. Cosmonaut. Cosmonaut. Wait. Wait. Historic. Historic. Enormous. Enormous. Uncertainty. Uncertainty. Precisely. Precisely. React. React. Extreme. Extreme. Mind. Mind. Psychological. Psychological. Tension. Tension. Technical. Technical. Failure. Failure. Hero. Hero. Venture. Venture. Congratulate. Congratulate. April. April. Space. Space. Aboard. Aboard. Approximately. Approximately. Orbit. Orbit. Earth. Earth. Speed. Speed. Mile. Mile. Hour. Hour. Flight. Flight. Cosmonaut. Cosmonaut. Wait. Wait. Historic.
Historic. Enormous. Enormous. Uncertainty. Uncertainty. Precisely. Precisely. React. React. Extreme. Extreme. Mind. Mind. Psychological. Psychological. Tension. Tension. Technical. Technical. Failure. Failure. Hero. Hero. Venture. Venture. Congratulate. Congratulate. Feet. Feet. Tragic. Tragic. Accident. Accident. Crash. Crash. March. March. Feet. Feet. Tragic. Tragic. Accident. Accident. Crash. Crash. March. March. Vào lúc 9 giờ 7 phút sáng theo giờ của Moscow vào ngày 12 tháng 4 năm 1961, Yuri Gagarin đã rời khỏi mặt đất để đi vào không trung trên chiếc tàu Vostok 1. Khoảng 12 phút sau thì ông trở thành con người đầu tiên ở trong quỹ đạo quanh trái đất với tốc độ là hơn 17.000 dặm một giờ. Chuyến bay của ông kéo dài 108 phút. Nhà du hành người Liên Xô 27 tuổi này trở thành người đầu tiên ăn và uống trong tình trạng không trọng lượng. Từ cửa sổ của mình trong không gian thì Gagarin đã có thể nhìn thấy trái đất theo một cách mà chưa có người nào từng làm trước đó. Những từ đầu tiên được phát ngôn từ không trung đó là: "Tôi thấy trái đất rồi, nó thật là đẹp." Trước chuyến bay lịch sử của Gagarin thì vẫn còn rất là nhiều điều không chắc chắn lớn. Không ai biết chắc chắn điều gì sẽ xảy ra với con người ở trong không trung. Cơ thể sẽ phản ứng như thế nào với những thay đổi cực đoan về nhiệt độ? Tâm trí sẽ đối phó với sự căng thẳng về tâm lý ra sao? Nếu như có một sự cố kỹ thuật thì Gagarin có thể sẽ không bao giờ quay trở lại trái đất. Việc chuyến bay của Gagarin thành công đã thu hút sự chú ý của toàn thế giới và biến anh ấy trở thành một anh hùng. Trong một bức điện tín gửi đến Moscow, Tổng thống Mỹ John F. Kennedy đã viết: "Người dân Hoa Kỳ xin phép được chia sẻ với người dân Xô Viết sự hài lòng cho chuyến bay an toàn của một phi hành gia trong cuộc phiêu lưu đầu tiên của loài người vào vũ trụ. Chúng tôi xin phép được chúc mừng các bạn và chúc mừng các nhà khoa học Liên Xô cũng như các kỹ sư Liên Xô, những người tạo nên kỳ tích này. Nếu như một vụ tai nạn thảm khốc không xảy ra thì Gagarin đã có thể thực hiện một chuyến bay khác vào vũ trụ. Ông mất trong một vụ tai nạn máy bay, trong một chuyến bay
huấn luyện thường lệ vào tháng 3 năm 1968. Sau cái chết của ông thì quê hương của ông đã được đổi tên lại là Gagarin. Và trung tâm huấn luyện phi hành gia tại Star City, Nga đã được đặt tên theo vị anh hùng này.